Các em học sinh lớp 8 thân mến, con người luôn mong muốn hướng đến một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng xung quanh ta vẫn còn những vấn đề thời sự cần được mọi người quan tâm và cùng nhau giải quyết, thì cuộc sống của nhân loại mới thực sự đầy đủ hạnh phúc. Trong tiết học này, cô giới thiệu với các em một trong những vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm, đó là vấn đề dân số, qua bài học Bài toán dân số của Thái An. Mục tiêu cần đạt của bài này giúp các em nắm được nội dung và mục đích chính mà tác giả đặt ra qua văn bản là cần hạn chế sự gia tăng dân số, đó là con đường tồn tại hay không tồn tại của chính loài người. Thấy được cách viết nhẹ nhàng kết hợp kể chuyện với lập luận trong việc thể hiện nội dung bài viết. Dựa vào phần chú thích, cô và các em cần chú ý. Tác giả Thái An không được giới thiệu, nhưng cô lưu ý các em. Tác giả Thái An là một nhà báo. Về tác phẩm Bài toán dân số, đây là văn bản nhật dụng. Nội dung và chủ đề là phục vụ cho chủ đề dân số và tương lai của dân tộc nhân loại. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là phương thức nghị luận nhưng kết hợp với tự sự. Văn bản trên được trích từ báo Giáo dục và Thời đại Chủ nhật số 28 năm 1995. Các em đọc thật kỹ văn bản và chúng ta chia bố cục. Phần 1 từ đầu cho đến sáng mắt ra, nội dung phần này đó là bài toán dân số được đặt ra từ thời cổ đại. Phần thứ 2 là từ tiếp cho đến sang thứ ô 34 của bàn cờ, nội dung tốc độ gia tăng nhanh chóng của dân số thế giới. Phần thứ 3 là phần còn lại, đó là lời giải cho bài toán dân số. Quan sát bảng thống kê, ta thấy dân số thế giới tăng thêm 1 tỷ người, thời gian càng ngắn dần, từ hơn 300 năm, cuối cùng chỉ còn 50 năm, đáng sợ thay. Các em lấy máy tính ra để cô và các em cùng làm bài toán cổ nhé. Trước khi làm bài toán, các em cần biết cách tính số thóc trên bàn cờ theo cấp số nhân. Như vậy, cấp số nhân là gì? Cấp số nhân là dãy số trong đó từ số thứ 2 trở đi, mỗi số bằng số đứng liền trước nó nhân với một hằng số, gọi là số không đổi, còn gọi là công bội. Dãy 1, 2, 4, 8, 16 là một cấp số nhân có công bội là 2. Dãy số này có thể viết 1, 2, 2 lũy thừa 2, 2 lũy thừa 3, vân vân. Bàn cờ có 64 ô, vậy số thóc ở ô thứ 64 là 2 lũy thừa 64. Cô đặt một hạt thóc vào ô thứ nhất, vậy ô thứ hai theo cấp số nhân đôi là bao nhiêu? Là 2. Ô số thứ 3 là 4 hạt thóc. Ô thứ 4, ô thứ 5, ô thứ 6 của bàn cờ. Và cuối cùng, các em thấy đó, không một chàng trai nào có đủ số thóc để lấy cô gái cả. Thế thì bây giờ cô và các em sẽ so sánh bài toán cổ với dân số thế giới nhé. Từ thuở khai thiên lập địa, thì theo Kinh Thánh, trên thế giới chỉ có hai người là chàng Adam và nàng Eva. Đến thế kỷ 20, mỗi gia đình tăng thêm hai con, thì công bội là 2.
Thì cho đến năm 1995, dân số thế giới đã là 5,56 tỷ người, tương đương với ô thứ bao nhiêu của bàn cờ? Các em xem. À, tương đương tới ô thứ 30 của bàn cờ rồi. Nhưng trên thực tế, một người phụ nữ có khả năng sinh nhiều con. Theo thống kê tại hội nghị Cairo họp ngày 5 tháng 9 năm 1994, thì người phụ nữ Ấn Độ có thể sinh trung bình là 4,5 người con. Người phụ nữ Nepal là 6,3. Phụ nữ Rwanda là 8,1. Đây là đất nước ở châu Phi nha. Tanzania cũng vậy, 6,7. Madagascar là 6,6. Còn Việt Nam chúng ta là 3,7. Riêng châu Phi, mỗi người phụ nữ châu Phi trung bình có thể sinh là 5,8 người con. Như vậy các em thấy đó, phấn đấu mỗi gia đình có 1 đến 2 con là một chỉ tiêu cực kỳ khó khăn. Để khắc họa rõ hơn vấn đề bùng nổ dân số, cô dẫn ra một bảng số liệu. Các em thấy không? Thế kỷ tăng tốc độ dân số đến kinh hoàng là thế kỷ 20. Trong 15 năm, dân số đã tăng hơn 2 tỷ người. Rồi 25 năm, từ năm 1990 cho đến năm 2015 lại tăng hơn 2 tỷ người nữa. Năm nay, năm 2021, dân số thế giới ta đã đạt lên đến 7,7 tỷ người. Các em biết không, dân số thế giới bùng nổ gây tác hại rất lớn cho cuộc sống và sự tăng trưởng của thế giới. Bây giờ cô và các em cùng phân tích và tìm hiểu tác hại của việc gia tăng dân số nhé. Về kinh tế, tốc độ phát triển của dân số nhanh hơn tốc độ phát triển của kinh tế sẽ làm kìm hãm sự phát triển của kinh tế nước ấy. Mà kinh tế trì trệ là hậu quả của đói nghèo, lạc hậu. Và hệ lụy của nó là tác động rất lớn đối với con người. Về xã hội, bùng nổ dân số sẽ gây sức ép lớn lên các vấn đề xã hội như y tế, giáo dục, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, nhà ở, v.v. làm nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội. Bùng nổ dân số cũng gây áp lực cho ngành y tế, đặc biệt là các cơ sở chất lượng phục vụ cộng đồng lạc hậu, tụt lùi so với các nước tiên tiến. Về môi trường, bùng nổ dân số khiến tài nguyên cạn kiệt, đất đai không đủ để trồng trọt lương thực, nên nạn phá rừng hoành hành. Từ đây kéo theo hàng loạt những hiện tượng khác bị hủy hoại như đất đai, nước, không khí, hiện tượng khí nhà kính, El Nino, v.v. Giới thiệu các em một bài báo trong tạp chí Người đưa tin của UNESCO, Giáo dục chìa khóa của tương lai. Ở khắp mọi nơi,
trong mọi bối cảnh xã hội và văn hóa. Đẩy mạnh giáo dục cho phụ nữ là hạ thấp tỷ lệ thụ thai cũng như tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh. Điều đó cho thấy sự lựa chọn sinh đẻ là tùy thuộc quyền của phụ nữ, mà cái quyền này chỉ có thể là kết quả của việc giáo dục tốt hơn. Cần có những cố gắng để hướng tới số đông phụ nữ. Cho tới nay, chỉ có 29% các em gái chưa được ghi tên vào các trường tiểu học, 65% của 900 triệu người mù chữ trên thế giới là phụ nữ. Việc đó đòi hỏi cả một loạt các phương pháp huấn luyện và giảng dạy thay đổi, cũng như những biện phương tiện học tập thường xuyên có sẵn cho mọi người ở mọi lứa tuổi mà không đòi hỏi ở họ những điều kiện gì. Từ quá lâu, cuộc sống của rất nhiều người đã bị lệ thuộc vào quyền lực của kẻ khác, vào cách nhìn nhận của kẻ khác, vào sự ngu dốt và áp bức. Giáo dục tức là giải phóng, nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lý. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này, các thầy giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ, gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng. Bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy. Như vậy, theo các em, con đường nào là con đường tốt nhất để hạn chế gia tăng dân số? Có phải chăng là giáo dục? Nếu có giáo dục, con người sẽ hiểu biết, đặc biệt là hiểu biết rất tốt về việc kế hoạch hóa gia đình và về việc tác hại ghê gớm của việc bùng nổ dân số. Câu số 2. Hãy nêu các lý do chính đáng để trả lời cho câu hỏi sau. Vì sao sự gia tăng dân số có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với tương lai của nhân loại, nhất là đối với các dân tộc còn nghèo nàn lạc hậu? Vậy các em sẽ nêu ra các lý do chính phải không các em? Thứ nhất, đó chính sự gia tăng dân số, nó sẽ quyết định cho vấn đề kinh tế, giáo dục, y tế của một đất nước. Một đất nước càng nghèo nàn lạc hậu thì chắc chắn vấn đề dân số sẽ còn tăng mãi và ngược lại, phải không các em? Các em làm bài luyện tập này vào trong vở nhé. Bây giờ, thông qua bài dân số, cô sẽ cung cấp cho các em một số thông tin liên quan đến vấn đề dân số thế giới. Ngày dân số thế giới hàng năm là ngày 11 tháng 7. Năm 1960, dân số thế giới đạt dấu mốc là 3 tỷ người. Nhưng chỉ trong 40 năm tiếp theo, cho đến năm 2000, thế giới đã tăng gấp đôi số lượng dân số lên đến 6 tỷ người. Và trong 21 năm tiếp theo, dân số đã tăng lên 1,7 tỷ người nữa. Tức là hiện nay, cả thế giới đã đạt tới mức 7,7 tỷ người, một tốc độ tăng chóng mặt. Nếu trái đất là một ngôi làng có 100 người thì họ đến từ đâu? 60 người sẽ đến từ châu Á, 16 người sẽ đến từ châu Phi, 10 người đến từ châu Âu, 9 người đến từ Nam và Trung Mỹ và cuối cùng 5 người đến từ Bắc Mỹ. Vậy các em thấy không? Người châu Á rất nhiều trên thế giới. Năm quốc gia đông dân nhất thế giới: 1. Trung Quốc, 2. Ấn Độ, 3. Mỹ, 4. Indonesia và cuối cùng là Brazil. Các em biết không, mỗi giây trên thế giới có 4,2 người được sinh ra và 1,8 người chết đi. Cho dù tỷ lệ sinh ra đã giảm từ những năm 1960 đến nay, nhưng mỗi năm cũng có thêm 83 triệu người. Châu Âu đang có tỷ lệ sinh ít nhất, chỉ 1,6%, còn châu Phi là cao nhất, 4,7%. Hiện nay, các nước giàu và các nước phát triển, đặc biệt ở châu Âu, có tỷ lệ sinh rất thấp các em. Người ta đang khuyến khích vấn đề sinh ở đây. Đặc biệt là ở
Gần chúng ta thôi, đất nước Nhật Bản cũng đang có dân số già rất cao, cho nên vấn đề sinh đẻ đang được khuyến khích tại đất nước này. Trên 52% dân số thế giới ở độ tuổi dưới 30, thì đây là một cái độ tuổi đông nhất, có nghĩa là từ 10 cho đến 24 tuổi, với tỷ lệ đạt là 1,8 tỷ người. Dự kiến dân số Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2025 với 1,6 tỷ người, thì vào lúc đó Nigeria cũng sẽ có dân số vượt nước Mỹ. Vào năm 2050 thì 9 quốc gia sau sẽ đóng góp một nửa dân số cho thế giới: Mỹ, Ấn Độ, Congo, Nigeria, Uganda, Ethiopia, Pakistan, Tanzania và Indonesia. Giới chuyên gia sẽ dự đoán đến năm 2100, dân số thế giới sẽ là 11,2 tỷ người. Nhưng mà một giáo sư rất nổi tiếng người Anh đã cảnh báo rằng nhân loại cần phải di cư sang hành tinh khác trong vòng 100 năm tới, hoặc là đối mặt với nạn tuyệt chủng. Ông cho biết hành tinh của chúng ta đang đối mặt với một loạt các vấn đề nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, va chạm tiểu hành tinh, dịch bệnh và tăng trưởng dân số. Vì vậy, trái đất đang trở thành nơi sinh sống ngày càng bấp bênh. Đây là phần ghi bài vào vở, các em ghi đầy đủ nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui để tiếp tục đón chờ những bài học khác.